Bảo Khánh xin kính chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay Bảo Khánh rất là vinh dự nhận được một đơn hàng do anh cựu học sinh của trường Trung học phổ thông Kim Bảng B ở Hà Nam đã in bộ ấm chén này để gửi tặng cho nhà trường nhân kỷ niệm 10 năm ngày ra trường. Và bộ ấm chén này các anh có thể nhìn thấy đấy ạ. Bộ ấm chén đã được in logo của nhà trường và dòng chữ kỷ niệm như thế này, rất là đẹp ạ. Đây cũng được coi như là một món quà rất là ý nghĩa, thể hiện là sự tri ân của các cựu học sinh gửi tặng lại cho nhà trường. Bộ ấm chén nhà em sẽ được đóng hộp như thế này, rất là trang trọng và lịch sự các anh nhé. Ấm chén nhà em đều được đã trắng men qua 3 lớp, nên là những cái dòng chữ in như thế này các anh sẽ để được rất lâu, lưu lại ở nhà trường rất là lâu đấy ạ.